Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tường trình của thầy giáo dạy lái xe liên tục đụng chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ. Hiện thầy LHN đang bị tạm đình chỉ công tác 2 tuần để làm rõ vụ việc. Ngày 28 tháng 7, ông Nguyễn Văn Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2, trụ sở tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trao đổi với chúng tôi. Nhà trường đang làm rõ thông tin một giáo viên dạy lái xe có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ trong quá trình dạy. Trước đó, chiều 26 tháng 7, trên mạng xã hội chia sẻ bài đăng cùng một đoạn clip về buổi học lái xe đầu tiên của nữ học viên KH đăng tải. Người này chia sẻ trong quá trình giảng dạy, thầy giáo LHN ngồi ghế phụ đã có động chạm nhạy cảm vào đùi, ngực của nữ học viên khác ngồi ở ghế lái. Bài đăng này sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Liên quan đến sự việc này, hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2 cho biết, nhà trường đã yêu cầu thầy LHN viết bản tường trình và mời ba học viên đến để xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, người quay và đăng tải clip lên mạng xã hội đã không đến trường và không liên lạc được. Đến thời điểm hiện tại, tài khoản KH đã gỡ bỏ bài viết trên. Hiện ông Nguyễn Văn Tuấn đã giao vụ việc cho Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới, đơn vị quản lý trực tiếp thầy N xác minh và báo cáo lại. Theo bản tường trình của thầy LHN, trong quá trình thực hành, dạy các thao tác kỹ năng lái xe ghép dọc, để đảm bảo an toàn và điểm dừng đỗ chuẩn, thầy N đã chỉ tay ngang mặt vào điểm chuẩn, chỉ xuống dưới hình nhà xe và tác động vào đùi học viên nhằm di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh để dừng xe. Phương pháp này được áp dụng cho tất cả học viên nam lẫn nữ. Qua rà soát, ba học viên xuất hiện trong clip không phải là học viên của nhà trường mà là thầy N nhận dạy kèm ở ngoài. Ông Tuấn thông tin thêm, thầy LHN là giáo viên dạy thực hành lái xe thuộc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trong quá trình công tác, thầy N nhiệt tình với công việc, chưa vi phạm gì. Hiện thầy LHN đang bị tạm đình chỉ công tác 2 tuần để làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã họp với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để xử lý, quán triệt với các thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy lưu ý về tác phong ứng xử trong quá trình hướng dẫn học viên, đặc biệt là học viên nữ vì vấn đề này rất nhạy cảm. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.